Ngay từ sáng sớm, gia đình anh Sùng A Chu ở bản Sử Thàng, xã Giang Ma đã huy động toàn bộ nhân lực để tranh thủ thời tiết nắng ráo, gặt xong toàn bộ diện tích gieo trồng lúa mùa của gia đình. Trước đây, gia đình anh Chu gieo trồng giống lúa kim ngưu, nhưng qua thu hoạch, gia đình thấy năng suất và sản lượng của giống lúa này không bằng những giống lúa thuần của địa phương, nên vụ đông xuân tới, anh Chu sẽ đăng ký gieo trồng giống lúa thuần phát triển theo hướng hàng hóa để đạt năng suất chất lượng tốt hơn. Trời nắng tốt, thế là gia đình thu hoạch. Thì năm nay thì gia đình trồng lúa là chủ yếu là kim ngưu 18. Thì như mọi năm là cái mảnh này là cả cái cánh đồng này là nó đạt năng suất đạt là khoảng 3 tấn. Thì gia đình cũng không đáng lo. Nốt năm nay nữa là ta phải chín cái giống mới thôi. Vì mấy cái giống là trồng 2 năm là ta lại thay đổi cái giống mới. Xã Giang Ma thực hiện 380 ha diện tích lúa mùa, trong đó giống lúa thuần chiếm 40% diện tích. Hiện nay, số diện tích lúa mùa đã được thu hoạch hơn 70%, ước sản lượng lúa đạt trên 1.900 tấn. Vụ mùa năm nay, xã Giang Ma triển khai mô hình áp dụng giống mới trong sản xuất. Bà con nông dân gieo cấy lúa thuần LH12, tổng diện tích thực hiện hơn 16 ha với 34 hộ tham gia đăng ký thực hiện. Diện tích chuyển đổi giống mới chất lượng được chính quyền xã Giang Ma phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cấp phân các loại cho các hộ dân. Đến nay, số diện tích lúa chất lượng cao phát triển tốt và cho thu hoạch. Trên địa bàn xã thì nhân dân đang tổ chức thu hoạch lúa mùa. Về cái sản lượng, và chúng tôi đã phối hợp với cơ quan chuyên môn cũng như chỉ đạo công chức đi đã đình sản, thì sản lượng đánh giá là đạt và vượt so với kế hoạch của huyện giao. Và trong cái tiến độ thu hoạch thì nhân dân đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, trời nắng đang thu mùa. Vụ mùa năm nay, nông dân huyện Tam Đường gieo cấy gần 4.200 ha với cơ cấu giống chủ yếu sánh cù, tẻ dâu, DS1, hương thơm, PC6. Nhờ sự chỉ đạo tích cực của các cơ quan chuyên môn và nông dân chủ động chăm sóc phòng trừ sâu bệnh gây hại, hầu hết các diện tích sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất ước đạt từ 52 đến 54 tạ một ha. Hiện nay, phòng chỉ đạo các xã thị trấn tích cực vận động nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, lúa chín đến đâu, thu hoạch đến đó. Đến thời điểm này, toàn huyện thu hoạch trên 70% diện tích, ước sản lượng đạt trên 21.000 tấn. Trong vụ thu hoạch lúa mùa, cơ quan chuyên môn cũng tuyên truyền bà con chủ động thu gom rơm rạ sau thu hoạch phục vụ chăn nuôi gia súc, chuẩn bị làm đất gieo trồng cây vụ đông, đảm bảo tiến độ cũng như kế hoạch của huyện đề ra. Dự kiến đến hết tháng 9, nông dân huyện Tam Đường sẽ hoàn thành thu hoạch toàn bộ diện tích lúa mùa. Đối với huyện Tam Đường, khi sản xuất lúa vụ mùa trong năm 2021 thì hiện nay là toàn huyện có diện tích là 4.109 ha. Thì hiện nay là cái diện tích là đạt 100% kế hoạch so với chỉ tiêu giao của tỉnh giao. Thì đến hiện tại bây giờ cái tỷ lệ thu hoạch nó chiếm rơi khoảng tầm hơn 30%. Thì đối với đấy tập trung những cái xã mà vùng cao, hiện nay người dân đã tiếp tục thu hoạch. Còn lại cái diện tích mà chưa thu hoạch tập trung những cái xã vùng thấp mà lúa hay vụ. Thì để đảm bảo được cái việc chỉ đạo người dân thu hoạch đảm bảo đúng thời vụ, cũng chuẩn bị các cái điều kiện cần thiết để sản xuất cái vụ đông và vụ đông sắp tới. Nông dân ở huyện Tam Đường đang hối hả thu hoạch lúa mùa, chủ động bước vào sản xuất vụ đông. Với tinh thần lao động cần cù, chủ động trong sản xuất của người nông dân và sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền địa phương, tin tưởng rằng huyện Tam Đường sẽ thực hiện thắng lợi các vụ sản xuất trong năm, góp phần nâng cao năng suất và sản lượng lương thực của địa phương.